Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì tiếp tục mình vẫn còn đang có mặt tại cầu Phong Châu, Tam Nông, Phú Thọ để cập nhật cái tình hình cũng như là diễn biến mới nhất ở đây. Khi mà có thông tin gì thì mình sẽ quay cố gắng gửi đến quý khán giả cũng như là mọi người xem trên kênh của mình ha. Thì tình hình ngày hôm nay là buổi sáng ngày 13 tháng 10 2024 thì mấy anh đã cẩu cái phần sắt và bê tông lên cũng khá là cao này. Có thể là xíu nữa đây sẽ tiến hành cắt sắt rồi cho cần cẩu trên bờ là cẩu lên ha. Đấy, chiếc cần ở trên bờ thì đang dương ra này. Thì ngày hôm qua là ngày 12 tháng 10 là thông tin chính xác nhất, đã tìm duy nhất được một cái chiếc xe máy nữa ha. Còn tìm người hay là tìm gì thêm thì vẫn chưa. Thì tính tới thời điểm hiện tại hôm nay cũng đã là một tháng lẻ mấy ngày rồi. Nhưng mà cái phần nhịp cầu ở bên dưới thì cũng chưa hoàn toàn lấy lên hết nha. Nhưng mà cũng không còn gọi là nhiều. Đây, mọi người có thể xem bê tông với lại sắt bây giờ nè. Cái đống này là khoảng chừng mười mấy 20 ngày trước là nó nằm ở dưới sông đó nha. Thì mấy anh đã dùng cẩu hạng nặng ba cây cần cẩu này. Mỗi một cây thì tương đương cái lực năng nó đâu đó khoảng chừng 200 tấn nâng lên. Rồi cứ kéo dần dần vô bờ rồi cắt, rồi cẩu lên trên bờ. Thì khi mà ở đây có thông tin tìm người hay tìm xe hay là như thế nào đó thì mình sẽ cố gắng quay lại những hình ảnh thực tế nhất, chi tiết nhất để gửi đến mọi người xem cho thông tin là chính xác nhất ha. Có lẽ là buổi sáng bầu trời còn hơi là sương mù cho nên là mọi người thấy nó không được nét, nó hơi mờ mờ ha. Thì hổm gài tình hình là cây cầu phao là không có cắt luôn nha mọi người. Mỗi khi thì từ 5 giờ sáng cho tới 21 giờ khuya, 21 giờ tối, nhưng mà hai ngày nay thì không có ha. Thì khi nào mà có thông tin gì thì mình sẽ gửi đến quý khán giả cũng như là mọi người xem cũng như là có cái lịch trình đi qua lại. Đây là cầu phao. Bây giờ thì những anh em, những chú thợ lặn đang chuẩn bị di chuyển ra những cái điểm mà sẽ chuẩn bị lặn như mỗi ngày ha. Vẫn là hai chiếc thuyền phao. Đây cái địa điểm mà ra để lặn là như chỗ này nè. Đó, những cái điểm mà có đánh dấu phao đỏ đỏ đó mọi người thấy không? Thì tính tới thời điểm mình bấm máy quay này, buổi sáng ngày 13 tháng 10 thì vẫn chưa tìm thêm được nạn nhân nào tiếp theo ha. Còn số người tìm được tính tới thời điểm hiện tại này là 4 người. Còn tất cả là 4 người. Cũng hy vọng là sớm tìm được. Nói chung là thời gian hổm giờ thì cũng khá là lâu rồi, mọi thứ nó lại càng khó khăn lên nè. Mình chỉ hy vọng là sớm tìm được thôi. Thật sự là ngày hôm qua cứ nghĩ là tìm được không, tại vì mình thấy có nạn nhân lại ngồi ở phía bên kia. Với lại là mình cũng có nghe một số anh chị gần gần nói, nhưng mà cuối cùng lại thì vẫn chưa có thông tin gì ha. Khi nào mà có thông tin chính xác tìm người được thêm thì mình sẽ cập nhật cái thông tin đó gửi đến quý khán giả cũng như là mọi người xem cho chính xác. Đây cái phần này thì mọi người nãy giờ cũng đã thấy rồi nè. Đó. Bê tông chứ sắt, cần cẩu chữ A thì nâng lên khỏi mặt nước cũng khá là cao. Ngày hôm qua thì ba chiếc kiểu như là cùng lúc nâng lên đó. Đầu kéo vô thì bắt đầu cắt sắt. Thì cái thời gian mà tháo dỡ cầu sập này cũng như là trục vớt dọn dẹp lòng sông thì mình biết, theo mình được biết được là thông tin là chỉ có 60 ngày thôi. Nhưng mà hôm giờ thì cũng đã là từ lúc cầu sập tới bây giờ thì đã là một tháng lẻ mấy ngày rồi. Ở bên kia thì có lẽ mấy anh đã dùng một cái máy nén lực nước để mà vệ sinh rửa cái phần sắt nó dính đất, dính bụi đó để mà cắt sắt. Mấy anh người nhái cũng như là thợ lặn thì bây giờ đã phút vô cái phần xà lan bên kia, mình không có thấy được. Nước hôm nay thì nó giật nhiều lắm, giật chắc theo mình độ đoán chắc cũng khoảng chừng 3 mét mấy á, không biết đâu. Hồi cái lúc mà cây cầu này vừa mới sập á, là mình có lên tới đây á, là cái mực nước nó ở đâu gần chỗ mình nè, ở gần đâu đây nè. Nhưng mà hôm nay thì nó đã tới dưới kia. Thì cái lưu lượng chảy á,
là ở phía bên Lâm Thao, là phía mình đang ngồi bên đây thì nó hầu như là không có ha. Còn cái phía bên Tam Nông là cái phía chỗ cái nhịp cầu sạch đó, là nước nó chảy rất là mạnh luôn đó mọi người. Đấy, bên kia thì mấy chú đang dùng một cái máy nén nước để mà bắn rửa cho sạch ha. Chắc mình nghĩ là cái phần cầu sập phía bên Tam Nông không có còn nhiều đâu mọi người, chắc cũng ít thôi. Có thể là một hai hôm nữa là sẽ xử lý xong được cái phần bên đó rồi đó. Còn một cái nhịp giữa nữa. Còn một cái nhịp giữa, với lại là thông tin là nghe nói là còn một chiếc xe đầu kéo nằm ở bên dưới, nhưng mà không biết là vị trí nào. Đây, cần cẩu ở trên đang hạ cần, đang thả cáp xuống để chuẩn bị cẩu một phần sắt lên bờ. Đó, mọi người thấy con cáp nó đông đưa vậy. Đó, cái cục bê tông trong cục sắt, cục bê tông này nó cũng còn nhiều dữ ha. Đây, trở lại với cái mấy anh thợ lặn cũng như là người nhái này. Hai anh lặn ở bên trong, bây giờ thì nó trôi ra ngoài này. Có lẽ là ở bên dưới đã phát hiện thêm một cái gì đó hay là như thế nào đây. Mọi người cùng xem hết video với mình nha. Hôm nay thì có vẻ như là mấy anh không có lặn ở giữa sông, nhưng mà lặn ở trong cái phần vị trí của cái cầu sập. Rồi nãy thì lặn em đã trôi ra đây này. Giờ thì hai anh người nhái chuẩn bị lên. Cái nước ở dưới sông này hiện tại là nó rất là lạnh nha mọi người. Có thể là đã tìm cũng như là đánh dấu được một cái điểm nào đó, cho nên là mấy anh mới tiếp cận bên dưới. Đó, mọi người thấy cái đuôi ở phía sau của ảnh cho như nàng tiên cá gì. Đó, những cái phao. Bây giờ kéo lên. Cục sắt để mà đánh dấu cái điểm cũng như là cho thợ lặn xuống đó. Có lẽ là anh sẽ tiến lại vô trong để mà tiếp tục nữa hay sao đây. Bây giờ anh tiếp tục là tiến vào cái phần bên trong để mà lặn ha, tại vì cái này là mình ở phía bên Lâm Thao, bên đây nó bị phức mấy chiếc xà lan ở phía bên kia cho nên không có thấy được, chỉ hóng tin bên đây thôi. Bây giờ thì tới việc của cần cẩu ha, đang chuẩn bị cẩu lên này. Còn dưới anh còn la dơi dơi bánh kìa. Mọi người thấy chưa, cẩu một phần sắt nhỏ thôi mà nó còn vướng víu đủ thứ hết, nói chi là cái quá trình mà đem lên nguyên một cái dầm cầu thì nó đâu phải là ít thời gian đâu.
thì lên nè. Thấy trên máy quay thì nhỏ vậy thôi chứ cục đó cũng mấy trăm ký á. Trong cái phần sắt đó mọi người thấy đất đóng rồi. Lý do là tại sao mấy anh phải dùng máy nén áp lực để mà xịt rửa. Hình như là mấy anh bên kia đang nâng cái phần cẩu chữ A lên đó. Đang kéo cái phần dầm cầu lên cao xíu nữa hay sao đó. Tại vì cái tốc độ di chuyển cũng như là cái tốc độ mà nâng lên nó rất là chậm, mọi người có thể là không thấy được. Nhưng mà tại vì mình thấy đất cát nó gớt ra thì khả năng là mấy anh đang nâng cái dầm cầu lên này. Cái phần cầu sập kiểu như là nâng cho nó cao lên chút xíu nữa để mà dễ cắt sắt. Nó mọi người thấy không, qua cái mà cỏ cây nó rớt xuống đất rồi đó, tức là đang nâng lên. Tại tốc độ di chuyển, tốc độ nâng lên chậm lắm, có thể là mình không thể nào mà thấy được. Chuyền qua đâu biết bao nhiêu dòng cáp rồi nó, cho nên di chuyển lên chậm. Thế nãy giờ cũng lên cũng nhiều rồi đó. Quá nặng ha. Còn đây là mấy anh bên thợ lặn người nhái này. Trời ơi, cái mũi của chiếc cano kìa, nó muốn cắm xuống luôn kìa. Trở lại với cái phần mà phần cầu sập, cái cần cẩu chia đang nâng lên, mọi người để ý đi. Bây giờ là cái góc này nó lên cao lắm nè, không biết là nó có nâng lên hay không, là để ý ngay cái góc sắt chỗ đó với cái phần thanh ngang của cái dàn cẩu là mọi người là biết liền ha.
có thể là còn nâng lên cao nữa. Đó, nãy giờ thì mọi người thấy không, nâng lên khoảng chừng 5 tấc rồi đó, tức là khoảng chừng 50 cm. Tiếp tục là nâng lên, bắt đầu sẽ khóa bê tông, cắt sắt. Chắc có thể là nâng lên cho cao luôn ha, cho hết cần luôn á. Lên cao lắm rồi đó. Còn khoảng chừng 5 tấc 1 mét thôi là nó đụng cằn rồi. Đó, nó, nó. Rất là nặng nha, tại nó kết cấu nó còn lòng thòng bên dưới nhiều lắm, chứ không phải nó có bao nhiêu đó đâu. Trời ơi, nó sức ra đó. Cái phần bê tông ở dưới này hầu như là nó muốn bể ra nhiều ha. Chắc có lẽ là đã tới được cái đỉnh điểm rồi đó. Bây giờ là nâng lên đâu đó cũng khoảng cả mét rồi đó mọi người. Đó, nó, nó. Nếu mà chữ A yếu yếu là không chịu nổi đâu ha. Rồi, có lẽ là đã tắt máy đây, ra tín hiệu cho anh kia đây. Nó lên tới đó bắt đầu sẽ xử lý cắt sắt cũng như là đục bê tông, rồi tiếp tục là cẩu lên. Công việc này cứ lặp đi lặp lại đến khi mà xong hết thì thôi. Thì muốn tìm người hay tìm xe thì phải qua cái công đoạn này và mới tiếp tục được. Tại vì cái thiết kế của cây cầu này ở trên nó có cái phần lan can ở trên và hai bên hông, cho nên là chiếc xe đầu kéo là có khả năng là nó nằm ở trong nhịp cầu giữa, không trôi ra ngoài được. Hay là nó nằm trong nhịp cầu này thì chỉ có là xem hết hay là cái hành trình trục vớt mới biết được thôi. Chưa, anh chưa tắt máy, có lẽ có thể là sẽ cho lên cao xíu nữa mới tắt máy tời.
nó đụng, cái phần sắt nó đụng vô cái phần cẩu chữ A, còn chỉ 2-3 tấc nữa thôi là đã hết cáp rồi. Có thể là anh cho lên tới đỉnh điểm luôn ha. Đây, cái phần cáp còn bao nhiêu nữa thôi là đã đụng rồi. Bê tông ở trên nó rớt lạp đạp xuống rồi. Còn khoảng chừng 2 tấc nữa thôi là hết cẩu rồi. Mấy anh sẽ tiến hành tới cái khâu là đục cắt sắt ha, đục bê tông phá sắt. Nếu mà không có cái cần chữ A này á, là rất là khó để mà trục vớt cái phần cầu sập lắm. Tại vì cái cẩu ở trên bờ thì cái lực năng nó không có nhiều đâu. Lực năng cẩu ở trên bờ thò cần xuống thì chỉ cẩu được những cái mà chung chung thôi. Chứ cẩu mà nhiều quá nó sẽ hỏng đầu, nó sẽ bật đầu. Chỉ có cẩu chữ A nằm tại chỗ rồi cái lực năng nó mới mạnh với ở dưới nước. Đa số là những cần cẩu này là những cái cần cẩu là tự chế thôi, chứ không có phải là được sản xuất ra ở đâu. Chỉ được sản xuất tại những cái anh thợ cũng như là những cái bác mà kinh nghiệm chế ra để mà phục vụ những cái vấn đề là trục vớt hạng nặng như thế này. Trời ơi, ghê vậy, lên gần đỉnh điểm rồi. Có khi nào cẩu lên vậy là xe cẩu trên cẩu nguyên cục bự lên luôn không ta? Nhưng mình thấy cũng hơi nặng lắm á. Lực năng của mỗi một cây cần như vậy thì tầm khoảng 200 tấn đó nha, mỗi một cây cần cẩu chữ A tự chế này nè. Đó, có lẽ là đã lên đỉnh điểm rồi đó. Rồi tiếp theo làm gì như thế nào thì mọi người cùng xem với mình nha. Có thể là nó hơi bị dướng díu một cái chỗ nào đó, cho nên có một anh bên kia anh leo lên để anh xử lý cái phần sắt mà nó bị dướng díu, nó bị dính vô cái thanh ngang của cẩu chữ A mọi người. Nên xử lý cái phần đó. Phía trên bờ là cái dàn máy tời, mọi người thấy khủng khiếp chưa? Có hai anh bộ đội đang đứng trên đó. Còn đây thì theo mình nghĩ cũng như là theo mình đoán, không biết có phải là người nhà của các nạn nhân lại hay không, nhưng mà khả năng là khoảng chừng 90%. Từ khi mà cầu sập tới bây giờ thì hầu như là người nhà của những nạn nhân thì hầu như là canh ở đây liên tục để mà hy vọng là sớm tìm gặp được nạn nhân ha. Có thể là cái chú áo xanh bên đó đang leo để mà móc cáp, móc xích gì đây.
Tiếp tục là sẽ chuẩn bị nâng lên cao nữa nha. Tại nãy là cắt cái phần sắt là nó dính vô cái thanh của cậu chữ A đó, thanh ngang. Bây giờ thì đã xử lý xong cái phần sắt nó dính vô đó rồi, giờ tiếp tục là máy tời đang nâng lên. Bóp kẹn luôn rồi. Rồi anh hay chú đó cũng leo xuống rồi. Hình như cái này là đang hạ xuống rồi mọi người ơi, chứ không phải là đang nâng lên nữa đâu. Hạ xuống rồi. Nó như thế nào rồi, chắc là hạ xuống rồi. Không phải là dễ một chút nào mọi người thấy không? Mọi người thấy cái cọng, để ý ngay ngay cái chỗ này nè, để ý ngay cái chỗ cây sắt với cái thanh ngang của cái cậu chữ A nè. Đây giờ anh đang thả cáp ta chạy muốn tự do luôn nè, đó thấy chưa. Wow, cái cục sắt cái cục bê tông này cũng dữ lắm nha, nặng. Hạ xuống chắc cẩu lên quá. Nâng lên thì nó lâu chứ hạ xuống thì nhanh lắm. Sắt nó xèo vô kìa. Rồi có lẽ là sẽ mở cáp. Chưa. Có lẽ là cả một buổi sáng hôm nay chỉ có là bao nhiêu đây thôi á mọi người. Máy bên kia chạy cũng không nổi luôn. Đừng nói bây giờ là nâng lên rồi nha. Hạ xuống đang tháo cáp ra. Quá rồi, đất cát bê tông gì nó rớt lọp đọp hết trơn kìa.
Bây giờ thì lại cẩu lên lại rồi. À, có thể là nó gớt cục bê tông ra luôn á. Rồi nâng lên thì nó hơi lâu. Đó đó đó. Nhớm rồi đó. Thì là này hạ xuống để xử lý cho nó ngay lại đằng cẩu lên tiếp. Nó muốn xuất ra đó. Mọi người thấy vậy chứ cái cục sắt, cái cục bê tông bên đó cũng mấy tấn nha, chứ không có nhỏ đâu. Đây, bây giờ thì chiếc xe cần cẩu trên đang gịch một cái cục bê tông. Đó. Ôi ơi. Như cái đống màng nhện vậy. Đây, buổi sáng ngày hôm nay được một cục. Râu ria tùm lum hết trơn. Đây, tiếp tục thì cần cẩu đang hạ cần xuống để chuẩn bị cẩu lên tiếp nữa. Có lẽ là mấy anh bên kia chuẩn bị cẩu lên nữa ha. Gịch rồi đó, gịch rồi đó, gịch cái cục bê tông này, cục sắt này kìa, xây rồi kìa. Cục này nặng à. Đây, tiếp tục, xe cần cẩu sẽ đang gịch. Trời ơi, hạ cáp. Cẩu trên gịch muốn không nổi luôn rồi kìa. Muốn thẳng cần. Có đề về nó nhiều nhỉ? Về biển sáng xe không? Gớt ra luôn à. Bỏ vô thôi. À, trên kia chắc có lẽ là cần cẩu gịch vô rồi máy tời đây hạ cáp xuống. Đang cho cái khúc sắt nó vô bờ thôi, rồi phải móc cáp rồi mới cẩu lên.
không, hạ cáp xuống rồi đó. Đó, cái tời của cậu chứ A đã tháo ra đó mọi người. Về thằng cậu đang giật vừa còn nó còn vướng víu cái gì dưới á. Đây bây giờ thì chiếc cần cẩu ở trên bờ đang chuẩn bị là đưa cái cáp bự xuống để chuẩn bị cẩu nguyên cái cục bự dưới lên này. Nào. Nãy thì anh cẩu là có một cộng rồi, giờ chơi chuyển qua 6 cộng hay là 4 cộng nè. Chuẩn bị móc đưa lên này nha, mọi người cùng xem ha. Rồi, bây giờ thì cáp đã móc xong rồi, mọi người cùng xem nha. Cục này bự à, cục này mấy tấn á? Theo mình đoán chắc cũng khoảng chừng 4 đến 5 tấn á nha. Rồi, bây giờ thì mọi người cùng xem này. Bây giờ thì trước khi cẩu thì phải cắt sắt ra nữa mới được. Đó, anh cắt sẹt sẹt lửa dưới kìa mọi người thấy chưa? Rồi, sắt thì đã cắt xong, bây giờ cần cẩu sẽ chuẩn bị cẩu lên ha, mọi người cùng xem với mình nha. Cái nguyên khối sắt này rất là bự này. Nó lên rồi đó. Gịch chưa lên đó. Bự à. Nó nhúc nhích rồi đó. Nhóm rồi đó. Thằng cẩu giờ phải thu hết cần vô mới gịch nổi. Chứ không phải là để cần mà gịch nổi nữa. Đây mọi người xem nè. Rút cần hạ vô mới gịch lên nổi ha. Cục này bự dữ vậy ta, nặng dữ ha. Ôi ôi, nó lên rồi kìa. Đó. Lên này. Cục này bự dữ ha. Lết bánh luôn rồi.
lẽ là sẽ móc cáp lại mới cẩu lên được. Hạ xuống rồi. Đây bây giờ thì đang nâng lên ha. Đó, mọi người thấy cái khối sắt rất là bự. Phải nói là rất là khó khăn khi mà đem được một cái phần sắt cũng như là bê tông ở dưới cầu sập đi lên. Rất là nặng luôn. Đó, lên rồi đó, lên rồi đó. Mấy tấn đó nha, chứ không phải ít đâu. Rồi giờ xây cần qua để bên cái đống tập kết bên kia. Có lẽ là buổi sáng ngày hôm nay thì mấy anh chỉ đem được bao nhiêu sắt đây thôi. Còn khi nào mà có tình hình gì mới hay là như thế nào thì mình sẽ tiếp tục quay gửi đến cho quý khán giả cũng như là mọi người xem thêm ha. Rồi thì có lẽ là buổi sáng ngày hôm nay mấy anh chỉ cẩu được bao nhiêu đó thôi. Còn tình hình gì thêm thì vẫn chưa ha. Có lẽ cái video mình xin tạm dừng ở đây nha. Hẹn các bạn video buổi chiều. Cũng như là mình sẽ cố gắng quay rồi đăng sớm lên cho mọi người xem để cập nhật tình hình thông tin sớm nhất ha. Rồi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại mọi người trong video phần tiếp theo ha.